Xin trân trọng kính chào các thầy giáo, cô giáo. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Thị Thanh Thủy, phó hiệu trưởng trường tiểu học Tô Hiệu. Rất vinh dự cho tôi trong ngày hôm nay lại được chia sẻ với các thầy cô một chuyên đề cấp tỉnh có tựa đề là thực hiện cái chuyển đổi số trong xây dựng kế hoạch dạy học các môn học hoạt động giáo dục của trường tiểu học. Nội dung của chuyên đề này thì được triển khai thí điểm tại hai nhà trường, đó là trường tiểu học Tô Hiệu và trường tiểu học Võ Thị Sáu của thành phố Hải Dương, và tôi là người đại diện cho cả hai nhà trường sẽ trình bày cái nội dung này. Báo cáo với các thầy cô, khi mà xây dựng chuyên đề này thì có một cái câu hỏi đặt ra đối với chúng tôi, đó là chúng tôi sẽ căn cứ vào đâu để xây dựng ra nội dung của chuyên đề. Báo cáo với các thầy cô có ba cái căn cứ mà chúng tôi chia sẻ ở trên màn hình. Trong đó thì chúng tôi tập trung vào cái căn cứ, đó là cái quyết định 4725, là cái bộ chỉ số đánh giá cái mức độ chuyển đổi số trong các nhà trường tiểu học. Và khi mà bộ chỉ số này ra đời bắt đầu từ năm ngoái thì các nhà trường đã tiến hành tự đánh giá cái mức độ chuyển đổi số của nhà trường mình rồi. Và cái mức độ chuyển đổi số của các nhà trường đang ở mức nào? Báo cáo với các thầy cô, trước khi chuyên đề này diễn ra, chúng tôi đã có một cái bài khảo sát đánh giá mức độ chuyển đổi số trong các trường tiểu học của thành phố Hải Dương. Và cái nội dung khảo sát này đã được gửi tới tận tay của các thầy giáo, cô giáo và gửi về tận các nhà trường. Và trên màn hình kết quả khảo sát do các nhà trường triển khai và đem lại. Thế thì nhìn vào cái kết quả khảo sát này thì chúng ta có thể thấy rằng là hầu hết thì các nhà trường đã làm rất là tốt các cái công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học rồi. Tuy nhiên, qua phân tích kết quả khảo sát thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng ở các cái nhóm tiêu chí khác nhau thì chúng ta vẫn còn có những cái nhược điểm khác nhau, còn có những cái hạn chế khác nhau. Tôi lấy ví dụ như ở nhóm tiêu chí 1 thì chúng ta thường sẽ bị hạn chế ở cái tiêu chí 1.3, 1.5 và 1.7. Còn ở nhóm tiêu chí thứ 2 thì chúng ta sẽ bị hạn chế tại tiêu chí 2.3. Ngoài cái quyết định 4725 ra thì tôi cũng có tham khảo thêm cái nguồn thông tin của VN Resource, đó là cái mức độ ở đây, ở cái blog này thì người ta cũng đưa ra một cái nhìn khác về cái mức độ đánh giá chuyển đổi số trong nhà trường. Ở đây thì người ta đưa ra ba cái mức độ đánh giá các thầy cô ạ. Mức độ cơ bản thì có nghĩa là nhà trường chỉ mới bắt đầu cái việc sử dụng công nghệ thông tin vào trong những cái hoạt động cơ bản thôi. Còn ở cái mức trung bình thì có nghĩa là nhà trường sử dụng công nghệ và tích hợp nó vào trong chương trình, giáo viên và học sinh sử dụng các công cụ học tập trực tuyến, sách giáo khoa điện tử, vân vân. Và ở cái mức độ nâng cao thì công nghệ được sử dụng một cách toàn diện và sáng tạo. Các trường học thì áp dụng các phương pháp dạy học tiên tiến như là dạy học dự án, dạy học kết nối, dạy học đảo ngược. Và qua cái đánh giá của các thầy cô thì chúng tôi cũng thấy rằng là hầu hết các nhà trường của chúng ta đang ở hai cái mức, đó là mức cơ bản và mức trung bình. Rất hiếm các nhà trường ở hệ công lập đảm bảo được ở cái mức độ nâng cao. Nguyên nhân vì sao lại là như vậy? Thì trên màn hình của tôi có đưa ra ba nguyên nhân. Cái nguyên nhân đầu tiên phải nói về cái sự hạ tầng công nghệ thông tin của các nhà trường hiện nay nó chưa thực sự là đáp ứng được cái mong muốn, nhu cầu đổi mới của chúng ta. Cái thứ hai đó là các thầy cô thấy không ạ? Công nghệ thì phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Cái sức phát triển của công nghệ mạnh tới mức độ mà nếu như chỉ cần một ngày chúng ta không mở mạng ra xem thì có lẽ là chúng ta đã trở thành một đối giản rồi, đúng không các thầy cô? Và cái nguyên nhân thứ ba nữa đó là một phần bị hạn chế bởi năng lực của cán bộ quản lý, cái năng lực của giáo viên chúng ta chưa đáp ứng kịp cái tốc độ thay đổi, cái tốc độ phát triển của công nghệ thông tin. Vậy thì cái nào sẽ giúp cho các nhà trường tiến tới đang ở mức độ cơ bản, trung bình, tiến tới cái mức độ nâng cao? Thì báo cáo các thầy cô, cái mà để giúp các nhà trường và các thầy cô giáo bắt kịp đó chính là cái tư duy. Một cái tư duy thay đổi thì có nghĩa là mọi thứ sẽ thay đổi. Các cụ có một cái câu rất hay như thế này: tư tưởng mà không thông thì bác kính tông cũng thế nặng, đúng không các thầy cô? Vậy thì cái mà chúng ta cần thay đổi ở đây đó chính là cái tư duy tự động hóa, và trong tiếng Anh người ta gọi là automation mindset. Vậy tư duy tự động hóa là gì? Thì khi nhắc tới tự động hóa thì hầu hết tất cả các thầy cô đều cho rằng là tự động hóa là gì? Là yêu cầu máy móc thực hiện cái nhiệm vụ nào đấy mà đáng lẽ ra con người phải thực hiện thủ công, đúng không ạ các thầy cô? Đấy chính là cái suy nghĩ, hầu hết cái suy nghĩ của chúng ta. Nhưng suy nghĩ như thế này thì chưa đủ. Báo cáo với các thầy cô là
Tự động hóa chính là cái cách mà chúng ta thiết lập ra một cái quy trình, thiết lập ra một cái hệ thống mà nó có thể tự vận hành được, thì đấy mới được gọi là tự động hóa. Và trong buổi chuyên đề ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đi sâu vào